phải chị được không? Phải chị không? Phải chị không? Phải chị không? Đây nè, ra là đúng rồi đó, ra là gặp rồi. Hay quá. Hay quá, mới ra là gặp rồi, chào chị. Anh tên gì? Dạ yeah, không, yeah, anh tên tài xế đây. Hello, hello, nice to meet you. Okay. Eugene. Okay. Eugene. Okay. Eugene. Okay, nice to meet you. Where's the rest of the gang? Nghĩa là ở bên kia anh chị muốn đi đâu cũng không có quyền, đi đâu thì đi, không phải theo người ta. Nhưng mà ở đây anh chị muốn dừng là dừng, muốn đi là đi, không có vấn đề gì hết. Vì vậy em muốn có một cái success decision cho các anh chị, nghĩa là có nghĩa là bây giờ mình sẽ đi thẳng tới Sateram. Không có rằng gì hết, đi thẳng tới Sateram. Nhưng mà vì anh chị xem của anh chị ban đầu là em tính là có 6 người, thì em sẽ đi theo giúp anh chị. Nhưng mà vì các anh chị không có sao, tại vì nếu mà anh chị có chạy nữa thì anh chị cũng lướt luôn cái xe nên không thể giúp anh chị được. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng là chị 8 người cho nên là em không thể theo. Rồi. Em, yeah, em sẽ hướng dẫn online. Hướng okay. dẫn online, các anh chị bắt buộc phải dùng cái hướng dẫn của em. Nếu không thì các anh chị sẽ khó. Là, bây giờ đầu tiên các anh chị sẽ tới cái Sateram. Okay. Anh em sẽ đưa tới anh chị tới cửa. Okay. Bắt đầu các anh chị vào trong thì em nói như thế này. Nếu như có thánh lễ thì các anh chị sẽ có được cái niềm vui của cái thánh lễ đó. Có thể các anh chị không hiểu nhưng mà cái phần rước lễ với cái phần trân trọng thánh thể rất là nghiêm trang. Nên mình có thể cảm nhận được chuyện đó. Rồi các anh chị ở lại xem lễ xong. Khi lễ vừa xong khoảng chừng 2-3 phút sau thì các anh chị đi vô trong cái ở nhà thờ, nó có ở dưới đây đi lên đúng không các anh chị nha, thì ở bên trái các anh chị cứ nghe em nói quên nó thì lát nó gọi cho em. Okay. Bên trái các anh chị sẽ đi thẳng lên, nó sẽ có cái phòng thánh bên này. Ở trong đó có một cái bà già bán đồ lưu niệm. Okay. Các anh chị nói tiếng Anh với bà là ok, nói là cho tôi lên viếng thánh thể. Cho tôi lên viếng thánh thể, tại cả đến đó mà không lên thì rất là phí nha. Còn ai không biết là người ta đi vô, người ta biết xong người ta đi ra. Còn mình đó thì mình sẽ lên nó nói với bà đó, bà nó sẽ gọi cho ông kia ra, ông sẽ mở cửa cho các anh chị đi theo. Các anh chị sẽ ra phía sau thành nhà tạm, các anh chị leo lên sát chúa thánh thể để nhìn ngắm và cầu nguyện luôn, hiểu chưa? Nếu anh chị đến đó mà không có chuyện đó là các anh chị sẽ không có cơ hội. Không biết là cái tới cầu nguyện xong đi về là thánh thể tiếp ở đó không có thấy, còn mình sẽ được leo ra phía sau nhà tạm. Như vậy thôi đó. Được. Các anh chị hiểu chưa? Rồi sau đó các anh chị lại mua quà lưu niệm ở đó. Em khuyên là nếu các anh chị có quà lưu niệm thì chỉ mua một món thôi, 10 đồng. Đó là cái món thánh thể, cái mặt nhật á. You try to teach me sometimes, but very fast. Yes. Thứ hai là các anh chị lên Fatima là các anh chị có thể lựa chọn, một là vào nhà cha lưu, xong rồi cha lưu dẫn ra nhà thờ. Đúng rồi. Rồi trường hợp thứ hai là các anh chị vào nhà thờ đọc cha lưu. Thì muốn trường hợp nào thì báo với anh này, anh đều biết đường để dẫn các anh chị đi. Nha, vào nhà cha lưu ăn ngủ đó rồi, không có vấn đề gì hết. Thì các anh chị muốn vào nhà cha lưu, các anh chị nói là vô nhà mẹ La Vang là họ sẽ đưa các anh chị vô. Rồi. Thì cha lưu dẫn các anh chị đi thì nó sẽ có là nhà Fatima, có nhà chị Lucy, có nhà của hai thằng kia, các anh chị sẽ đi theo được cha. Thì trong quá trình đó nếu nói một muốn ăn chưa thì hỏi cha coi là chỗ nào ăn, nếu như cha không có sắp xếp được thì hỏi tài xế của em. Tài xế của em là cái bồ đào nha nào có gì không biết hết, thì ảnh luôn luôn cho cái giá rất là tốt, có nghĩa là anh sẽ dẫn các anh chị đến chỗ ăn rất là tốt. Thì hôm qua em có lưu ý các anh chị là ở đây á, không có liên quan tầm hai hay cái gì hết. Ta chỉ yêu cầu một chuyện thôi là trước khi các anh chị vào ăn, các anh chị phải nói trước cho cái người bồ vàng là mình ăn riêng hay ăn chung. Có vậy thôi, các anh chị ăn riêng thì các anh chị nói là họ sẽ mang đủ bill đó họ kê thì họ sẽ không bị cướp. Còn nếu như các anh chị không nói gì xong lát ăn xong các anh chị lại kêu tính riêng là sẽ làm khổ họ, bởi vì họ không thể phân biệt thích là nhà. Dạ, với lại trên bàn nếu mà mình nói mình ăn riêng thì họ sẽ sắp riêng, rồi nói mình ăn chung là họ cứ mang ra chung. Thì là cái là người này cũng muốn người kia muốn, lát sắp họ tính tiền riêng là họ chửi. À, cái này bình thường thôi chứ không có gì hết. Đúng rồi. Cho nên là cô nói trước cho em cái chuyện đó, là nói với cái tài xế này là tôi muốn ăn riêng để cho tài xế nói với bên kia, hoặc là các anh chị nói thẳng với thằng bồ vàng luôn. Với lại tài xế của em không ăn đó anh chị, cho nên họ sẽ chỉ đưa các anh chị tới, các anh chị tự vô ăn thôi, nhưng mà anh có thể đặt bàn giúp các anh chị ha. Rồi cái việc kế tiếp là các anh chị đi hết những cái chỗ đó xong rồi các anh chị sẽ ở đây, tài xế của em dừng ở đâu sẽ đón ở đó. Cho nên các anh chị trước khi đi ra thì nhắn cho em một tiếng thôi là em cho tài xế là họ sẽ chạy đó liền, tại vì tài xế em sẽ đi kiếm cái con đường không đủ tiền trả cái tiền phí để trốn. Cho nên các anh chị chỉ cần nhắn cho em một tin thôi là khoảng 2 phút sau tài xế có mặt ở chỗ anh chị cần, và đứng ngay trả ở đâu thì đứng ở đó, có vậy phải không? Rồi ở Fatima thì không cần nói gì nữa bởi vì có cha rồi, nhưng mà có một chiếc như thế này ở Fatima, có một cái chỗ mua sắm. Nếu như các chị ra khỏi cái Fatima mà các anh chị thấy rất là nhiều quán để bán
nhào vô mua thì các anh chị sẽ có một cái chuyện là nhà này nó bán 5 đồng, nhà bên cạnh bán 7 đồng, nhà bên kia bán 8 đồng, các anh chị sẽ bị hớ. Nên anh lại em khuyên là nếu các anh chị có nhu cầu thì các anh chị nói với anh này một tiếng, anh sẽ chở các anh chị đến cái trung tâm mua sắm mà em biết. Ở đó các anh chị cần vào đó, các anh chị sẽ có nguyên một siêu thị siêu lớn luôn và giá được rẻ và của chính Pha China xây dựng. Cho nên không có phải lo cái tiền đó, nó rất là tốt, nó sẽ được sử dụng cho giá trị của mình đó. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy nguyên một siêu thị cái quá gì ở trong cũng có hết. Thì ở ngoài cửa sẽ có một cái điểm này, thì các anh chị vào cửa chúng ta sẽ đưa cho các anh chị một cái tấm cạn, cái tấm hình đứng đẹp, các anh chị đừng có mất đi nha, không có mất cái tấm hình đi. Tấm hình biểu các anh chị đi vào, các anh chị mua đồ chỉ cần mua nó bé xíu thôi, các anh chị chỉ cần hoặc là chỉ cần một người mua thôi, nhưng lấy nguyên một cái sắp xẻ nó đưa cho họ, nghĩa là bằng tay người chỉ mỗi người chỉ được một tấm không đưa cho họ, họ sẽ đổi các anh chị những cái tấm hình biểu mẹ được ép các anh chị họ quý rất là xinh, các anh chị đừng có cái tờ nó đi rất là phí nha, rồi họ sẽ được đổi và cái đó nó được đổi ngay cái bàn mua bàn thanh toán. Vậy là các anh chị sẽ có cái món quà đó mang về họ được quý. Rồi cái tour này em khuyên các anh chị này, các anh chị sẽ có cái nhu cầu là bỏ ba tâm, bỏ những cái chỗ mà em success đi tâm này là ở đây, nhưng em khuyên các anh chị là nên đi Bataha siêu đẹp luôn, mà nó là của UNESCO công nhận, các anh chị đã tới đó bỏ cái chỗ đó là rất quý. Cho nên là em đề nghị các anh chị là Nazare là được thôi, các anh chị có thể bỏ cái nhà thờ Nazare cũng đẹp, nhưng mà các anh chị phải bỏ cái Bataha, nó là một trong những danh lam thắng cảnh của châu Âu này, nó được UNESCO công nhận nên các anh chị phải tới. Em khuyên như vậy, các anh chị chỉ mất có 30 phút ở đó thôi, tại sao lại không đi? Rồi, okay. Được chưa? Rồi, vậy đi. Từ Fatima về, xong mình xong rồi đó, thì về thì nói anh chè để chở thẳng ra Bataha. Được chưa? Qua Bataha xong thì các anh chị bắt đầu dông về đây. Dông về đây thì em đi như thế này. Vì các anh chị về đây thì em dự kiến các anh chị đi với Cha Lung thì không thể nào về sớm được. Cho nên là các anh chị sẽ về đây phải 6 giờ chiều. Cho nên em sẽ cho dừng xe ở Rosco, cái chỗ mà Rosco Square là cái station em sẽ đón các chị đó. Sau đó thì em sẽ dẫn các anh chị đi bộ dạo quanh cái con phố cổ khu này và ra tới đây luôn là về luôn. Thì biết không, Fatima giờ chỉ cần đi vô Fatima thì đi từ đầu này qua đầu kia hết tiếng rồi, thì không cần làm gì hết, đi từ đầu này qua đầu kia thôi hết tiếng rồi đó. Mà gặp cái chân của mình khỏe nha, em nói chân đã yếu sau 10 ngày đi lại thì em không chắc đâu. Cho nên là còn cái chuyện còn lại là các anh chị vào từng cái địa điểm anh phải nên đã đến rồi nên để nghe giảng nghe chồng nghe, còn mình không có giờ chỉ có giờ nghe cha giảng. Ở châu đó bán, ở châu đó bán. Dạ bán. Các anh chị lưu ý là ở châu Âu này dẫn tour không ăn được gì từ những cái địa điểm hết. Mình chỉ có làm một cái việc là công việc của mình và mình ăn được cái tiền tài xế thì đi lại vậy thôi. Còn chuyện là chị vô ăn tiền nào thì trả tiền thì đó, em không có được một cách nào của họ. Cho nên là yên tâm, em sẽ giới thiệu một chỗ đàng hoàng cho thôi. Còn cái này ở trong đó bán, vô Fatima nói cái dây bé tí đeo đây là nó đưa liền. Cách chụp rất là nhiều. Rồi chiều bây giờ nó làm nhiều quá. Em bị làm quà. Rồi em nói này nhưng mà nói không cái này cực bền luôn. Thì mặc cho nên là mới phải xài thôi chứ còn bình thường ở đây người ta sẽ cắt hết rồi, xài cạp hết rồi không có vấn đề gì. Dạ. Ha.
rồi nhớ lại vô đây, nhớ lấy cái tên, đổi cái công nghệ nó quăng đi nha. Người ta phát ngay cổng á, vô cổng là người ta phát cái tờ đó, cái quăng đi có nhiều ông không biết quăng đi nên rất là phiền. Eugene. Đi về tới đây thì bây giờ nếu như các anh chị còn giờ, ví dụ như 3 giờ mà các anh chị đã lên đường rồi, các anh chị nói ổng chở tới bên em. Ok chưa? Nhưng mà em nói nè, những cái gì mà nhà mà người Việt mình nói trên mạng thì nó không phải là sự thật. Cho nên là em thường không dẫn khách tới đó. Nếu các anh chị muốn tới thì các anh chị cứ tới, nó nhỏ xíu vào. Các anh chị có hiểu không? Khi chụp cộng này thì nó hữu giống như chị đây này, em chụp có thành khổng lồ, còn ra ra nó cái tẹo. Cho nên nó không có gì để mà đáng để mà coi hết trơn á. Vậy cho nên em cũng là không cần tới đó. Còn nếu mà các anh chị cảm thấy muốn thì các anh chị tới. Còn cái chỗ mà Plaza Đông Sio này nào là cái chỗ đó thì đến đây là chụp cái đó là ai biết là mình đã tới Lisbon. Chỗ này thôi. Còn những chỗ đẹp của Lisbon thì thời gian. Còn những chỗ đẹp của Lisbon thì các anh chị không tới được. Bởi vì hôm nay không có thời gian. Ở Lisbon thì có rất nhiều chỗ xíu đẹp luôn. Nhưng mà phải em chở cơ, cái đó là thổ địa rất khác. Còn cái, những cái gì trên mạng nó viết không phải vậy đâu. Đó, nhưng mà các anh chị có thể nói họ đừng chở đến bên em mà để chở đến Geronimo thôi, là cái tu viện. Rất là yes đẹp. Yes có nghĩa là đi đến tu viện đó là được, đừng có đi qua bên em mất thời gian, không có tác dụng. Okay, hai cái đó nó gần nhau, đi mình đi chơi, mình sẽ đi Geronimo nếu như các anh chị còn thời gian nha. Về đến đây đó chị có cái gì rồi Geronimo thì có một chuyện dày, 5 giờ đóng cửa rồi cho nên là chỉ có chụp bên ngoài thôi, em không chắc các chị về trước 5 giờ cho nên là các anh chị chỉ chụp được bên ngoài thôi. Chỉ cần tới đây sau đó thì tới Rossio thì em chờ đó, em sẽ dẫn các anh chị đi cái phố đi bộ và tham quan hết cái hãy chụp hình với mấy cái thời trang ở đây, nó là cái đặc sản ở đây siêu đẹp luôn. Vậy đó thì mình sẽ đi vậy, mình lang thang 8 giờ mình tới đây là được. Ok chưa? Còn nếu không có thời gian thì bỏ cái Geronimo đi cũng được nha, để lần sau mình hẹn nhau nhau. Chứ ở đây các anh chị đi thì ở đây rất là đẹp và rất là nhiều thứ đẹp ha. Rồi đó. Ok, hẹn gặp lại lần sau nha. Rồi vậy cho anh xin tên số điện thoại của em, xin sao anh liên hệ sao có phải không? Ok. Chị không có thời gian để tối đâu. Không có thời gian đó. Không phải là thành phố nhỏ, theo cái cách là mình có thể đi từ chỗ này qua chỗ kia được. Đường nó vòng vòng vòng. Kỳ này tụi này focus on Fatima tới tháng 8, tụi này hai vợ chồng tụi này sẽ trở lại nước. Eugene, I'm gonna sit up front video, okay? Yes. Okay. Like 25, 26 degrees. Yeah. Wow! And 1 o'clock in the lunchtime is around 30. Yeah. What month is the hottest? July and August. August and July. It's yeah. the most worst hot. With the hot months in. Lisbon and in Portugal. Ah, yeah. This is the most old train station train in Lisbon. Okay, train station. And it connects. It was a connection directly from here until Moscow. Wow! It's the connection is the beginning and the end is in Moscow. The line. Interesting. Wow! Across all of the Europe. Wow. We call Santa Polonia. I see. How far is that? How many kilometers? Until Moscow? Yeah. Is 5,000 and... Whoa, that's far. Yeah. It's a hotel now. It's a, that's part of this side. The whole installation is making a hotel. I see. Yeah. So now the train stop, right? Cannot go to Moscow anymore. No, anymore. Exactly.
is the terminal, is the final station. Last station. Yeah. Yes. And all of this is a river. Is there a lot of rain in Lisbon? You need to open the door or the window is you need to fix this, push a little bit and back. I stop it here. In Lisbon, new parts. I see. Because in the old times, 30 years ago, uh-huh. all of this area is a container area for the harbors. Put the containers in here. It's like industrial area. I see. Yeah. Now they're building all this. Yeah. And now it's rebuilding. Yeah. There's a lot of people moving to the city. To the cities, yes. Yes. For example, the city we go now, uh-huh. the first city we go now, Santarém, uh-huh. it was in the old times, it was a farmer city. Uh-huh. It's have lots of people working in the fields, yes. and agriculture and animals. But now, many people came from the big cities. We have four big cities in Portugal, and the people beginning come from the countryside for the coast, for the main cities. Yeah. And of course, the cities beginning to grow up all the time. The house and prices went up a lot. Yes. Summer, uh-huh. and in the winter it's too free.
xin một biểu ảnh. I'm gonna try to park in here, but if I don't stay here, yeah. When you come out, you yeah. Wait a few minutes because I'm turning, sure. Taking you around, okay? Bây giờ là